chương trình hôm nay một lần nữa với chủ đề đức tin gồm có những tiết mục sau đây bài chia sẻ và suy niệm lời chúa của linh mục nguyễn quang trực christ is born glorify him christ from heaven go out to meet him christ on earth be exalted sing to the lord all the whole earth that i may join both in one word Let the heaven rejoice and the earth be glad. Yes, let the heaven rejoice and the earth be glad. These are the words from St. Gregory of Nancienza back in the fourth centuries. Help us to celebrate this season of Christmas. Help us to bring this great joy that God has entered the world through Jesus Christ. May God bless you and your family throughout these days of Christmas. Bring you that great light, that great light of hope. The great light of happiness, that great light of health during this time of COVID-19. I normally begin with a great reflection or with a reflection in the Word of God, but I want to use this time to use this poem as a way for us to enter into this journey of, of Christmas and also planning for ourselves forward into the new year of 2021. And this is taken from Mary Catherine Brennan with the theme of Let us go over to Bethlehem. What thoughts, O oh tender mother, feel your heart that Christmas night? Oh that high moment when you heard from God's own acolyte, The Lord is with you, blessed you, that you might souls unbind, that all of heaven look to you and all of humankind. Did you relive exultant joys and days of journeying? That led to your aged cousin's home through valleys bright with spring. Or, gazing on your newborn son, seek Cana, Calvary, beyond the Latin dimming rays, a million altars see, whose light would spell eternal love. With solace, strength for men, and songs that echo Bethlehem, bring holy peace. If we draw near the hollow cave, as shepherds did that morn you will whisper all that fill your heart that night our christ was born that night our christ was born truly is the spirit of christmas may you find this poem as a way to help you to enter into the life of jesus to cross over bethlehem and to see this deep mysteries that god has given to all of us through the birth of jesus as we enter into this journey of 2021, I want to wish you the best of hope, the best of joy, the best of all your accomplishment, that all that you wanted to do in 2020 that you were not able to because of COVID 19, that made the journey of 2021 bring that to fulfillment. And every year, I always choose a word on the first part of the first six months as a way for me to guide. My parishioners at Cathedral Chapels in Los Angeles, and for myself to see what is it that would be that word that inspired me to move forward. The word for me in 2021 is frontline. In recognition for the many courageous men and women who work in hospitals, in healthcare facilities, whether they're doctors or janitors, uh, these are the frontline people. May we be frontline when we are being asked when we are being called to live that life of truth that life with Jesus Christ it's all in follow with 1 Corinthians chapter 15 verse 58 therefore my beloved brothers and sisters be steadfast immovable always abounding in the work of the lord knowing that in the lord your labor is not in vain may the lord bless you and your loved ones On this Christmas Day and Christmas season, filled with that great joy, joy and hope that God can only brings. But more importantly, in the new journey of 2021, may the Lord bring you contentment and that deep inner peace. Chúa Giêsu sinh ra hãy ngợi khen Ngài, Chúa Giêsu từ trời đến hãy đến gặp Ngài, Chúa Giêsu đến với trần gian hãy tôn vinh Ngài hãy ca ngợi Thiên Chúa khắp mọi nơi, để rồi mỗi người cùng nhau tôn vinh. Các tầng trời, hãy vui mừng, và vũ trụ hãy ngợi khen. Đây là câu viết suy niệm của Thánh Quế Corio -si thuộc thế kỷ thứ tư. Thân mến, quý chào quý bà và anh chị em, đặc biệt là cho những người thân nhân của quý bà trong mùa Giáng sinh năm nay và chuẩn bị cho một năm mới 2021. Xin anh trên tiếp tục gìn giữ cho quý bà và anh chị em trong những ngày đại dịch này và đặc biệt là trong mùa Giáng sinh này được nhìn thấy được niềm tin vững mạnh và cho sự Giáng sinh của Chúa Giêsu ngự dựa đến trần gian đem lại được niềm vui và sự hy vọng. Trước khi bắt đầu à, buổi cầu nguyện hôm nay trong mùa Giáng sinh chúng ta dành đầu phút thiên lặng cầu nguyện. Nhân Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa tạo cho con quả tim trong sạch đổi mới tinh thần cho con nên trung thủy. Xin Thánh Thành Chúa ngự đến con và tất cả những người lắng nghe bài suy niệm giờ chia sẻ hôm nay được luôn luôn đánh động trong mùa giáng sinh này. Đời rồi sự Chúa Giêsu ra đời là niềm vui đến cho thế giới, là niềm vui đến cho mỗi người tâm tâm hồn của chúng ta, đặc biệt là cho đức tin của chúng ta được luôn vững mạnh bước theo đức bước theo sự mật thiết của chúng ta sống với Ngài trong đời sống đức tin và trong đời sống liên đới con người với con người. Chúng ta cầu xin Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. Đúng, các tầng trời hãy vui mừng và vũ trụ hãy ngợi khen. Đây là tinh thần của mùa Giáng sinh năm nay. Đó là tinh thần của mùa Giáng sinh rồi chúng ta nhìn thấy đâu là niềm vui mà Thiên Chúa Cha đã gợi đến với con người qua niềm tin và qua sự hy vọng trong cuộc sống. Thay vì con có những bài suy niệm trong mùa giáng sinh hôm nay con xin đổi một hình thức một tí xíu con xin đọc một bài thơ mà con đã thấy ở trên mạng văn thơ công giáo đạt nét con thấy cái bài ngọn đèn Chầu thật sự là có thể là một chân lý sống giúp cho chính con và tất cả cho chúng ta sống trong mùa giáng sinh năm nay ngọn đèn trầu âm thầm bên cạnh chúa gọi mời con nhớ chạy đến với Ngài, kiếm bình an trong giờ thinh lặng thánh, tụng ca Ngài cùng với ánh ban mai. Ngọn đèn trầu âm thầm bên cạnh Chúa, nhẹ bập bùng nhưng lại sáng từ tâm. Đến với Chúa, con lặng lẽ âm thầm để dâng Ngài niềm tin cùng hy vọng. Ngọn đèn trầu âm thầm bên cạnh Chúa, giữ phận mình biểu chứng của niềm tin con ngước mắt ngắm nhìn nơi Chúa, ngự, tội lỗi mình ơn tha thứ nguyện xin. Ôi lạy Chúa, ngọn đèn con thầm ước, giữ sáng mình lặng lẽ trước tình yêu. Hồn trong Chúa hạnh phúc biết bao nhiêu, nguyện nên muối, nên men và ánh sáng. Nguyện nên muối, nên men và ánh sáng. Đúng, đây là sự mong mỏi của chúng ta trong mùa Giáng sinh hôm nay. Để rồi nhìn thấy ngọn đèn trầu Thiên Chúa luôn luôn mong đợi của chúng ta gần những dành những thời gian để rồi sống mật thiết với Ngài trong mùa Giáng sinh này và đặc biệt rồi chuẩn bị bước sang trong năm 2021 hôm nay. Đức Giáo Hoàng Francisco -cô đã công bố năm 2021 là năm kính thánh Du Xe. Để rồi nhìn thấy chân dung của thánh Du Xe là mẫu mực cho đời sống đức tin. Để rồi để rồi lãnh nhận trong ân sủng của Ngài và trong niềm tin mà Đức Giá Hoàng đã gọi đến chúng ta hãy nhìn lại ý nguyện trong tháng 12 mà Đức Giá Hoàng kêu gọi của chúng ta. Ý truyền giáo cầu cho đời sống cầu nguyện. Chúng ta cầu xin mỗi tương quan cá vị của chúng ta với Chúa Giêsu Kitô được nuôi dưỡng bởi lời Chúa và đời sống cầu nguyện. Đây là lời nguyện trong tháng 12 này để rồi chúng ta tiếp tục nhìn thấy ý chỉ của Đức Giáo Hoàng mong mỏi trong đời sống cầu nguyện của chúng ta. Và chúng ta hãy kết lời nguyện này với kinh nguyện Thánh Cả Du mà Ngài đã viết trong Tông Huấn Người Cha. Kính chào đấng nhìn dự đấng cứu thế, bạn cha năm của Đức Trinh Nữ Maria. Chúa đã trao con một của Chúa cho Ngài. Mẹ Maria đã tin tưởng vào Ngài. Chúa Kitô đã lớn lên thành người cùng với Ngài. Lạy Thánh Du Xe diễm phúc. Xin cũng hãy tỏ ra Ngài là cha của chúng con và hướng dẫn chúng con đi trên đường đời. Xin ban cho chúng con ân sủng lòng thương xót và lòng can đảm và xin bảo vệ chúng con khỏi mọi sự dữ. Amen. Xin đại diện cho nhóm ra đi loan tin vui, xin kính chúc quý bà và anh chị em một mùa giáng sinh thanh thiện, một mùa giáng sinh phó dâng lên Chúa tất cả trong đại dịch 19 này, đặc biệt là cho những người thân đã qua đời qua đại dịch 19 ban cho họ được hưởng ánh sáng tôn nhàn Chúa và cũng nhìn tới một sang năm mới 2021 nhóm ra đi loan tuyên vui xin kính chúc quý bà và anh chị em được luôn như nhìn thấy ân sủng lòng thương xót và bình an nguyện xin thiên chúa giúp cho chúng ta làm mọi việc với tâm tình và tình thân của tin mừng và là để thực thi sứ mạng làm chứng nhân làm tông đồ của chúa giêsu xin quý vị đừng rời máy chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần quảng cáo thương mại của đài